Я готов. Что ж такое-то? Слот. У меня уже инновация начинает зашкаливать. И самое главное, не вызывает. Всем привет! На канале Siberian Wellness là Ila Akimov. Hôm nay chúng ta sẽ mở hộp hai bộ sản phẩm từ dòng Siberian Super Natural Nutrition. Đây là những phức hợp cân bằng sáng tạo được phát triển bởi các chuyên gia Siberian Wellness trong sự hợp tác với các công ty dinh dưỡng trên thế giới. Neurovision, chương trình nutrition chuyên nghiệp và thú vị nhất, giúp khởi động lại trí não và bảo vệ thị lực khỏi bức xạ của các thiết bị. Những chất tăng trưởng thần kinh tự nhiên mạnh mẽ, cung cấp khả năng tập trung tuyệt vời. Đó là những chiết xuất của nhân sâm và bạch quả. Bộ lọc ánh sáng tự nhiên lutein và zeaxanthin, bảo vệ mắt khỏi bức xạ từ điện thoại thông minh và máy tính. Acid omega 3 giá trị nhất docosahexaenoic rất cần thiết cho thị lực và hệ thần kinh, đem đến tốc độ xử lý thông tin cao. Tất cả các hoạt chất là tự nhiên với liều lượng đem lại hiệu quả và được hấp thu tốt. Nào, hãy xem bên trong có gì. Và bên trong chúng ta có các hộp tiện lợi như thế này. Trong mỗi hộp có các set như thế này, mỗi set sử dụng cho một ngày. Rất tiện lợi, khoa học, bạn có thể sử dụng ở bất cứ đâu, mang theo trên xe hơi, mang đến làm việc, trong chuyến du lịch, mọi lúc mọi nơi. Bạn thường xuyên phải suy nghĩ và căng mắt trước màn hình và các thiết bị thông minh không? Đây là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm hot thứ hai của dòng Siberian Super Natural Nutrition là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stress Relief. Đây là một phức hợp hữu cơ giúp bảo vệ hệ thần kinh và ngăn ngừa căng thẳng, điều hòa giấc ngủ và cải thiện tâm trạng. Theo quy luật thì tác dụng của hầu hết các loại thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ sẽ giảm sau khi ngừng sử dụng. Ngược lại, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stress Relief giúp thích nghi một cách tự nhiên với nhịp sống nhẹ nhàng mà bạn mong muốn, không gây nghiện. Hãy cùng xem thành phần: dinh dưỡng chống căng thẳng, magie dạng phức chất với axit amin glycine làm giảm nhanh chóng và hiệu quả mức độ căng thẳng, giảm độ nghiêm trọng của trầm cảm và tăng hiệu suất hoạt động thần kinh. Công thức cho giấc ngủ lành mạnh: lacto protein latinum cải tiến, ban đầu được phát triển dành cho dinh dưỡng của trẻ nhỏ, làm dịu hệ thần kinh và điều hòa giấc ngủ. Chiết xuất thảo dược cho tâm trạng tuyệt vời. L-theanine trong chiết xuất trà xanh, kích thích sản xuất dopamine, hormone hạnh phúc, cải thiện tâm trạng và chống căng thẳng. Chiết xuất chiban là thuốc chống trầm cảm tự nhiên hiệu quả nhất. Cuối cùng, chiết xuất griffonia là một nguồn hydroxy L-tryptophan, điều chỉnh nhịp sinh học và chịu trách nhiệm về sự cân bằng tinh thần. Các bạn cần chứng, có bằng chứng. Không gây buồn ngủ. Sự tập trung vào cuộc sống không căng thẳng là của chúng ta. Hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và ghé thăm website Siberian Wellness. Ila Akimov đã tham gia mở hộp sản phẩm ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.